Cô chú anh chị Phượng sẽ quay cái này là gia vị nấu cà ri nè cô chú anh chị. Cái này bột cà ri với lá cà ri, chút bột lúa, chút đinh hương, hai hộp cây, hai hộp bưởi. Với cái này là củ hành với tỏi gừng xay nhuyễn nha cô chú anh chị. Đây là cà tomat xay nhuyễn, chút muối. Cô chú anh chị bây giờ Phượng chuẩn bị nấu cà ri, bỏ bông lúa vô, rồi hai cái hột bưởi, rồi củ hành, gừng, tỏi, xào cho nó thơm nha cô chú anh chị. Còn thịt gà thì Phượng luộc sơ cho nó ra dầu mỡ chất dơ, xong rồi Phượng mới nấu. Cô chú anh chị bây giờ cái mấy cái gia vị nó đã thơm rồi, Phượng bỏ thịt gà vô, Phượng xào cho nó thơm, xong rồi để muối, rồi gia vị muối, bột cà ri với cà tomat nhuyễn vô nữa là xong. Cô chú anh chị bây giờ Phượng bỏ gà vô, rồi bỏ bột cà ri vô, rồi bỏ chút muối, rồi mấy hộp bột ngọt vô. Nếu mà cô chú anh chị nào không ăn bột ngọt thì mình khỏi bỏ bột ngọt ha cô chú anh chị. Với còn cà ri của Ấn Độ thì không có nước cốt dừa ha cô chú anh chị, nấu giống vậy thôi. Với bột cà ri của Ấn Độ, đây nước màu vàng vàng đỏ đỏ giống vậy nó mới đẹp ha cô chú anh chị. Bây giờ Phượng sẽ sắc cà rốt, bỏ khoai tây bỏ vô nữa, quên lộn, nói cà rốt. Là xong một nồi cà ri gà. Đây cô chú anh chị, Phượng đã hoàn tất, đã chín cái nồi cà ri gà ha cô chú anh chị. Đây đã xong, cái này là khoai tây. Đây một nồi giống vậy đã xong ha cô chú anh chị, đã chín rồi. Cô chú anh chị hôm nay Phượng chiên cánh gà cô chú anh chị. Cánh gà Phượng ướp chút nước tương. Đây chai nước tương. Nước tương, chút muối, chút bột ngọt và một ăn hơn cô chú anh chị. Chút tỏi, rồi Phượng ướp trong 1-2 tiếng rồi Phượng chiên. Đây cô chú anh chị, Phượng đang chiên cánh gà. Tại ở bên Phượng thì ít có để nước mắm rồi cái mình chiên lên á, nó bốc mùi lên, nó hôi ở trong nhà ha cô chú anh chị, nên Phượng thích nước tương hơn. Phượng đang Phượng ướp nước tương chiên. Phượng quay lại làm đồ ăn ở trong gia đình, Phượng quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui, giải trí sau những ngày làm việc vất vả ăn cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn coi, Phượng trồng một cái cây cà nè cô chú anh chị và các bạn, nó cao gần một thước nhưng mà nó chỉ có bông rồi, nó chưa có trái quả gì hết trơn á. Cái này trồng để hửi lá thôi, chứ dòng cây thôi, không có được trái nào ăn hết á cô chú anh chị và các bạn. Phượng quay cho cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui. Cô chú anh chị, Phượng chiên cánh gà xong rồi nè cô chú anh chị. Tại vì cánh gà nó có mật ong này nè cô chú anh chị, nên nó hơi vàng giống vậy thôi chứ nó chưa có khác ha cô chú anh chị. Còn đây là món samba tà cha của Phượng làm bữa hổm đó, còn ăn tới bây giờ, bỏ vô tủ đá đó cô chú anh chị và các bạn. Còn đây là món chuối hầm dừa đó ha cô chú anh, cô chú anh chị và các bạn. Chuối với bí, rồi làm giống như chuối chưng vậy đó cô chú anh chị và các bạn. Món ăn Việt Nam thuần tí. Còn bên đây là cái trái mãng cầu ở bên Pháp, mà cái này nó cũng giống mãng cầu ở bên Việt Nam nha cô chú anh chị. Còn cái bên là xài. Đây là bữa ăn hàng ngày của gia đình của Phượng. Phượng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui, giải trí sau những ngày làm việc vất vả nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem kênh của Phượng nhớ đăng ký kênh, like, share.
và bình luận. Phượng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Cô chú anh chị, bây giờ món cà ri dê của Phượng đã hoàn tất nè cô chú anh chị. Đã chín rồi đi. Món cà ri thì có thể ăn với bún hoặc là ăn với cơm, tùy theo mỗi người thích ăn cái gì thì ăn cái nấy ha cô chú anh chị và các bạn. Món cà ri của Ấn Độ thì không có nước cốt dừa ha cô chú anh chị. Đây, đồ đã xong, Phượng sẽ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị và các bạn nhớ cho Phượng một đăng ký kênh, một like và một share ha cô chú anh chị, để kênh của Phượng mau phát triển. Phượng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Trong lúc Phượng làm video có điều gì sai sót, mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào.